sẽ đưa cái kéo mình đưa ở góc độ là 45, 45 trên, mình đưa xiên xuống và vừa đưa vừa bóp bóp tay kéo để cho nó có độ mềm mại. Đấy, cứ làm ra đi. Vừa đi mình vừa bóp nhé các bạn nhé. Làm sao để mức độ vừa phải cho tóc nó đi xoăn đều nhau. Đi vòng. Và mình cứ tỉa đều hết tất cả các lượt từ trong ra ngoài. Hết lượt. Tàu này là ông Quý nó hãnh lên rồi. Chính dáng không ạ? Chính dáng vừa... Thơm quá nhỉ? Đã đói này còn trong mùi thơm này. Áp lực quá. Chính dáng cà chua. Bấm khuôn viên để cho nó đều nhau thôi. Con viên này đây, mình sẽ có một cái đoạn hơi đi lên một tí ở đây này, các bạn nhìn các bạn này. Đấy, đoạn này của mình này nó sẽ hơi đi vào một tí này, đi vào một tí, nó kết thúc ở cái phần mang tai này, kết thúc phần mang tai này, và từ phần mang tai này nó sẽ lại đi xuống thế này. Đấy, kết thúc phần mang tai này, và phần mang tai này lại đi xuống thế này một chút này. Tựa bên này cũng như vậy. Đấy. Bên này mình cũng theo cái đường viền này, cắt theo đường viền này. Xong rồi chỗ này đấy, bấm mép như vậy là xong. Giờ mình sẽ tỉa để cho nó mềm mại một chút. Cầm cho anh, mình sẽ đưa mềm mại một chút thôi để cho cái tóc của mình sẽ có được cái độ mềm. Kiên nó ra này, kiên đấy nó đến này, kiên đớn nó đến này. Ngọc cứ đá đưa mỗi chỗ một tí này. Trước đã học từ ngọn rồi, bây giờ lại học từ thân rồi, học lên đấy. Như chị này chắc trước học rồi đấy không? Học rồi nhưng mà chị có làm nghề rồi nhưng mà chị làm nó có qua ngoài thôi. Thế nên thế bảo là chị cũng cắt rồi, cắt thì chị nói rồi. Nhưng mà nó không bài bản, không được bài bản. Đâu. Chẳng kiểu học cơ bản chưa chắc nhưng mà đã đi làm nữa. Kiểu mơ hồ. Đấy, các bạn thấy khi mà tỉa xong nó sẽ vào được cái nếp này. Tiểu xong nó sẽ vào được cái nếp nó đẹp hơn. Dáng nếp nó sẽ bay bẩm hơn.
với tất cả đấy, cơ bản là các bạn sẽ phải tỉa như này. Cơ bản là mình sẽ phải tỉa như vậy. Các bạn sẽ khi mà tỉa xong thì nó nếp tóc nó vào sẽ đẹp hơn. Mấy cháu tỉa kia tỉa đồ mà. Được. Em cũng tỉa các cháu đi dễ. Ừ, dễ nhưng mà phải biết tỉa. Biết tỉa thì tóc nào kéo nào cũng tỉa được. Đấy, biết tỉa thì kéo nào cũng tỉa được. Đấy. Đấy, tỉa xong em nhìn không? Đấy, nhìn tỉa xong nó khác như nào? Ôi nhỉ? Mà nếu tóc khi mà mình tỉa xong bên kia với bên này nó khác nhau. Nhẹ tay nhé. Đôi khi học chớm được một giờ phát nghỉ luôn. Máy móc rồi. Hiếu đâu giờ rất may mắn. Hiếu với lại đấy chớm được một giờ bắt nghỉ luôn. 10:30 nên học đúng không? 10:45 10:20 lúc này mình học dạy xong là 10:20 nên học chớm được một giờ bắt nghỉ luôn. Thiệt nghỉ muộn là thiệt rồi. Quan trọng nhất là kỹ năng các bạn nhé. Kỹ năng của các bạn là tốt. Thì là sau này các bạn về các bạn trường hợp các bạn chưa mở được cửa hàng nữa, các bạn đi làm việc khác thì kỹ năng của bạn tốt, các bạn đã ăn rất nhiều hàng, ăn rất nhiều người. Các bạn thì người ta đi thử việc các bạn ấy, người ta nhìn kỹ năng các bạn người ta chấm điểm được, người ta trả lương cho các bạn khác. Và thuốc phải nét, và thuốc phải nhanh nhẹn nét. Đủ thế uốn trục cũng phải nét. Mọi cái là nó phải nhanh nhẹn, chuyên nghiệp, nhanh nhẹn. Nếu nét căng lên thì hiện tại là mình đi làm thuê để cho chủ nhìn nó cũng phải há mồm ra, đúng không? Há mồm ra công nhận là mình phải làm như thế nào, đúng không? Không thể nào mà cứ ai ương ui anh chảy em như nào cũng được. Mình quyết định được cái mức lương của mình. Khi nào các bạn quyết được mức lương của mình thì đấy là bạn, khi bạn tự tin với bản thân mình. Có những người ta rất giỏi nhưng người ta không đủ điều kiện để mở này, đúng không? Có những người đi làm nào thuê tận 15 năm đi làm thuê vì không, một là không đủ điều kiện và hai là nghĩa là người ta về người ta mở không còn được gì, không bao giờ được cái số tiền như vậy, một tháng mấy chục triệu như vậy. Đỡ phải nọ, đỡ nghĩ. Không làm thuê. Ừ. Có những người chủ đến bây giờ mở cửa hàng ra một tháng không có lương. Nghĩa là âm ấy, con số âm ấy. Thì thử hỏi các bạn là như thế thì mở quán hơn hay là đi làm thuê hơn? Nếu như các bạn mở quán thì tốt nhất, nếu thời điểm này là an toàn nhất cho các bạn là các bạn có nhà không phải thuê, thì mình khuyên các bạn nếu như có như vậy thì các bạn tay nghề các bạn được ấy, tốt một chút, phải được có tay nghề tốt nha, đừng có vội vàng làm gì cả. Mình đã có nhà rồi thì đừng có vội vàng làm gì. Có nhà thì sẽ mở thuê nhà thấp thì mở được, ví dụ đông vừa rồi ấy. Bạn ấy trước bạn học đây ấy, bạn ấy đi làm thuê mấy năm rồi, bạn ấy tay nghề bạn phải 3-4 năm, nhưng bạn ấy thì tay nghề bạn ấy không cao, nhưng mà vừa rồi có chỗ nó thanh lý lại, người ta cho bạn hết thanh lý, nhưng người không lấy tiền, người ta cho bạn ấy hết, nghĩa là cửa hàng đẹp, từ đó đẹp đấy mà lại đồ đạc có sẵn, thuê nhà tháng 1,5 triệu làm luôn. Mày... ừ làm luôn, mình có thể làm luôn. Ý là chỉ mất tiền thuê nhà chứ chỉ đồ đạc. Chỉ mất tiền thuê nhà thôi, đồ đạc không phải mất. Ui. Quán người ta làm đồ đi nước ngoài. Ừ. Ê, tội gì mà không làm, đúng không? Nói thế này làm luôn làm gì đó.
lọ gôm ấy. Em chạy ra ngoài đây cái lọ gôm. Gôm bạc ấy, gôm bạc to nhưng mà cái lọ có hai lọ mang cả hai lọ đây. Bạc cơ, cái con bà to luôn. Ở trên đấy đó, trên tổ hai đó. Thế bỏ cái món lên với mùi mê thôi rồi luôn. Đúng rồi. Đây đây, đây có gì mà chắc đâu. Hôm nay ai kho hành hơn mà thế thì kho này. Chắc là kho kho hay là rang thịt thôi. Đây rang không phải kho, kho là nó rang thịt mùi đấy hơn. Thế thì em bảo là thơ đang kêu mọ bố làm. Tốn cơm nó sẽ bị mập. Có nước ăn cái món đấy, ngọt thôi. Thực ra thì mình béo hơn hãi. Chứ cái món này thì ăn cơm thì nó tốn cơm mà ăn được cơm thì kiểu gì cũng béo. Mập. Nó dần dần món này. Chén rau cái lúc mập rồi hít không khí thì còn lên cân. Như oanh vừa mấy năm mình ăn rau đi giảm cân đi khám thai là bác sĩ cũng khuyên là ăn giảm cơm đi vì là ăn nhiều cơm quá nên là con mập đấy, sợ sau này là sẽ mập quá là khó sinh, mẹ sợ là có cơm trong cơm là có đường ấy, sợ tiểu đường thai kỳ là nó sẽ nguy hiểm. Đúng rồi, ngày xưa ăn nhiều cơm. Đấy. Thế có bị con nó bị to không? Con mập lắm, con hai cái má của nó. Em có bị bị theo kiểu tiểu đường. Con hành đá hơn cái gì xét nghiệm tiểu đường ấy anh? Ừ. Thực sự em lại không xét nghiệm cái đấy nhé. Có xét nghiệm hết chứ. Ừ, em có bầu là quan trọng cái đấy phết đấy. Nhưng mà em không đi xét nghiệm cái đấy. Cần xét nghiệm tiểu đường ấy. Đúng. Em ngày xưa chỉ siêu bình thường thôi. Nhà em mình chiên cơm với rau, chiên rau tránh cơm bao giờ cơm như đúng như một thì mấy năm liền mình chỉ ăn như thế. Thế nhưng mà thức ăn thì anh ăn rất nhiều, ăn được thức ăn là tốt hơn đấy. Thức ăn như rau thì không ăn cơm. Chỉ cần ăn cơm nào không ăn thức ăn đấy. 3 đến 4 tháng phải thức ăn này hầu như không ăn. Chính ra ăn cơm nhiều thì lại là cơm cần nhiều tinh bột quá, nhiều đường, nhiều tinh bột quá không tốt đâu. Mấy năm mình 3 năm thôn cơm. Đẻ ra là 3 cân 2, thế là từ ngày sữa mẹ đúng 1 tháng. Bỏ luôn. Mập kinh khủng. Nó không thèm bú luôn. Không thèm bú luôn. Cầm cầm. Thế là cái order sữa bên đến bây giờ vẫn order bên đấy. Kéo. Không. Uống cái sữa Hàn nó cũng tốt. Sữa 2 kít à? Cái sữa gì? Cho ai uống này? Sữa bầu á? Không phải, sữa bây giờ con uống luôn. Chờ con á? 2 kít hay là uống... Con anh không uống sữa mẹ. Hay là cái gì? Mắc à? 600 nghìn một người. Xí mắc hay là mắc chi gì? Đây mình tạo kiểu để cho các bạn có thể là chụp ảnh hay là thế thôi. Còn ở khách hàng thì nếu mà mình tạo kiểu được thì là đẹp nhé. Tập kiểu cho khách hàng mà tập kiểu được thì nó rất là đẹp.
này mà gầy gầy like thêm tí nữa thì cũng được nhỉ. Nhưng mà cứ quan trọng con to nhé, nhà em ngày xưa đẻ rõ là to, giờ nó như siêu mẫu rồi. Nó chỉ được cái lúc đấy thôi. Vậy sau nó cũng do ăn uống hết, sinh hoạt hết. Chỉ có ăn cơm với thịt băm, trứng thôi chứ còn nhiều món khác. Nhiều đứa nó đẻ ra là to nhưng mà về sau nó lại bé vẫn còi. Về sau vẫn còi. Trứng với lại thịt băm, với lại cua Alaska, tôm hùm. Nhưng mà nè mấy cái thằng mà bé tí gầy gò dậy thì cái úi rồi cao to sợ thật, mấy thằng đấy mới gọi là cao to. Run hơn cổ rồi run. Cầm kéo thấy xong quên cái cách cầm kéo. Có nào mà thấy dày thì mình phải đi. Cây cấu đen là mấy cây cấu vàng. Để cái tâm trẻ trẻ nó hiểu được những cái từ ngữ đấy thì hơi khó nhỉ. Nó học văn đấy, đấy phải học cấp 2 mới hiểu. Nhưng mà bọn nó nói thế cũng đúng rồi. Nhưng mà nó hiểu theo nghĩa ấy. Hiểu theo nghĩa đen. Đen. Nó bảo là bị cắt tóc ấy, mặt trẻ con nó bảo là cây kéo vàng mà tại sao toàn thì dùng cây kéo trắng. Ý là toàn cây kéo bạc. Cây kéo bạc. Nó không hiểu, đội cấp 1 nó không hiểu được. Giờ phải lên cấp 2 bây giờ tôi hiểu. Tới ông nào cũng cầm ra cái kéo bạc màu trắng này. Mày phải sơn lại không? Cả đội cầm kéo vàng hay nhỉ. Cái bọn trẻ con đến giờ rất náo nha. Có một đến rất chi là náo. Bọn đấy nó không biết sợ gì đâu. Không như trẻ con ngày xưa đâu. Giờ sợ sợ hết đấy. Già nó đã trú rồi cháu, lên gáy nhọn là thì thuyết giả. Đấy, vì đứng bên cạnh anh biết thằng nào gặp, nó gặp anh nó cũng bảo tạo kiểu này kiểu kia, nó gặp anh diễn phần gặp mấy phần anh. Đấy rồi. Chưa gặp luôn, hầu như thằng nào nó cứ ra rồi chui, chú có cắt được kiểu này không, chú cắt kiểu này hay không. Chú cắt cho kiểu đi này nhé. Toàn đội cũng rồi. Về cực toàn cũng hóa. Sợ khóc á. Gặp toàn ông đầu như kiểu là đánh bom sân bay thì đây đồ ông cắt xong cái cháy bòn cả ra ngoài cả gáy. Không cắt được cái trường gần trường cuối này em nói là em không luôn cắt xong cái đầu cái em còn nhớ cái bà mà bảo này nhà bà một đống ghế không thế các bà chắc cái bà quản lý trường ấy thế cắt xong phát bà bố mày ra đây thì cô bắt cháy nhất là lắm giấy cơ mà kéo này cái thằng nghỉ hết trường ấy nó có thằng là cô bắt thằng cô bắt cháy rồi. Ui mà cô bắt cháy cành to lắm. Cái hôm em bắt đưa ngân xem. Đi ra ổ cháy. Nó bỏ nó luôn rồi. Cái đội ấy phải rú chọc đi. Thế đấy, rú trắng này nè. Thế đến lúc xong nó bỏ ra đây. Ui. Thế mới nhìn thấy, ngoài kia bà mới nhìn thấy. Thằng bà rạch ra nó thấy đầy trứng. Ui giời, thế bà lôi ra bà ấy cắt ấy. À bà lôi ra bà ấy bắt. Bà bảo em lắp cái thằng chọc này đi. Nhưng mà lạ nhỉ, cứ đến cái tuổi đấy là cháy nó lại tự. Bọn nó nghịch ngợm. Người thứ nhất là nghịch, thứ hai là không để ý đầu tóc. Còn lắm là trông đẹp trai, hơi đẹp trai, trắng trẻo, từ lúc con nhà giàu cắt tóc, đầu nó toàn bị cái như kiểu là cái vết cái như kiểu là bị bưng mú ấy. Nó đóng vảy rồi đấy. Các bọn trẻ con này nhiều cái bỏ ghê lắm.
xong rồi cứ ra chú cắt cho quả gáy nhọn bên đây cả cắt layer bung chú ơi chú cắt cho quả cắt layer cho cháu nhớ có cái thằng cha tổ đấy chứ nó ngắn chỉ khoảng thế này thôi nó bỏ chú cắt cho quả tóc xoăn với cả cái thằng cái cậu gì nhỉ cái cậu gì mà giờ bay bơ ấy nhỉ vù vù bay bơ ấy Long gỗ thế thì đấy thế rồi hắn cứ đứng cười em bảo cứ đứng yên đi tí chú cắt cho quả đi anh để cái đầu em cắt tóc xanh đi đâu em cắt quả đấy xong có thằng nó nhìn thấy thằng ấy xong nó ra nó bảo chú cắt tóc xanh tóc xanh tóc thẳng cắt tóc xanh kiểu gì kiểu thằng nó buồn cười thằng ra bầu tóc thì chả quá gì cả cứ đòi cắt giống bạn cả lời. Thì thằng bạn nó tóc dài đi. Cái máy này mình sẽ vuốt cái máy lên để sấy. Cái chỗ kia là bị vỡ ống nước này. Ừ, đây vỡ ống nước đây. Mình phải đi coi một ngày nó khối nước đi. Không bị thực gì. Không biết là bị thực gì. Chứ không. Bác ra kiểm tra nhưng mà nhìn chừng. Khó. Thậm nước thôi. Khó xử lý đây, bác xử lý, bác là thậm nước đây. Bác thậm nước to ấy, mà không xử lý được. Và xử lý thì phải đục này ra. Này liên quan đồng đồng ống bên trong ấy rồi. Là phải đục ra luôn. Cái nhỏ này ngày khối nhỉ? Khối gì? Nhiều đấy, vài khâu. Nhiều phết đấy. Từ này là cái tối hiểu có thể là cái gì đó để khối lên khối gì. Mình phải tạo thêm cái ấy cái bình đựng nước. Hướng đầy là lỗ phải không? Tôi là đi mua cái tép nữa. Ừ, đúng rồi đấy. Giặt để giặt nữa. Để khả năng nào khoan đường khi khoan bố vào ống được. Nhà bên cạnh có làm gì đâu nhỉ? Chứ bình thường không không phải là vỡ được. Ống bình thường. Ống bình thường. Nó sao mà đóng nắp nó chẳng vỡ. Ống kín. Hay chuột chui vào cắn. Chuột cắn vào mắt, nó ống cắn vào PC. Nhựa này. Nó không có cái điểm tì, không cắn được. Thường mình tất chủ yếu mình tạo kiểu những phần lớp trên này thôi. Mời ngồi rồi. Alo. Alo. Từ từ tạo kiểu một cái tóc như thế này nó sẽ mất nhiều thời gian. Hôm nay anh chạy lên phố vậy. Thì đúng, ở gần đây em mua cái điện thoại này. Ui được nọ cơ, nó sale cơ. Nó xả kho. Không biết đâu. Cân 12 nghìn. Anh diễn đi một vòng đấy. Nó là bát đấy thôi, không có họa tiết hoa văn gì đâu. Bán mát luôn. Vâng. Và trước Tết nó xả. Ở máy sứa. Vâng. À đây. Cân 12 nghìn. Cân, bán theo cân. Cân đúng không? Vâng. Nhưng mà nếu mà mua thế chỉ có cái đội làm cỗ nhà chị Ngân để làm mua thôi. Chứ mua gia đình dùng thì không hợp lý. Nhưng Ngân làm cỗ à? Chồng chị Ngân. Thế là nọ chị Ngân mà lên mua là được đống, đỡ được khối tiền. Mấy cả năm cưới thì người ta đi thuê chứ chả ai... Nhà chị không cho thuê á? Thuê, à, thuê lại thôi à? Em quay nhá. Em quay xong kết quả.
đi, đi kéo, cái kéo anh Nguyễn kéo đi. Tạo kiểu là do mình thôi, mình muốn tạo kiểu như nào là do mình nha. Đấy, layer. Ok rồi. Anh mượn tính. Không tiền với ta. Đâu cần bản nào mà nó không học cái này không biết hết. Kết quả đã xong bài Bob Layer. Kiểu Bob Layer này thì sẽ dành cho những ai mà thích kiểu cá tính. Thường thường là những kiểu này bây giờ sẽ dành cho các chị từ kiểu là có tuổi, trung trung tuổi thì ta sẽ thích nhiều hơn. Trẻ tuổi thì cũng có nhiều bạn cũng thích kiểu như này. Ok. Hình à, chào Hình nha. Ok, kết thúc live stream tại đây.